tôi ngày hôm nay. Và đặc biệt thì trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón Dr. Bắc, là giáo sư danh dự của trường Đại học Catholic tại Hàn, cũng là giám đốc của Thẩm mỹ viện Beauty Life tại Hàn Quốc và cũng là giám đốc chuyên môn tại Thẩm mỹ viện của chúng tôi. Ngày hôm nay bác sĩ Bắc đến và làm việc, tư vấn và thăm khám. Thì ngày hôm nay chúng ta lại cùng giao lưu trong một buổi trò chuyện với một vị khách hàng đến tư vấn dáng mũi, lờ lai, cấu trúc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những sự phân tích trước khi vào phẫu thuật của Dr. Bắc cùng đồng hành với bác sĩ Minh là thạc sĩ, bác sĩ chuyên phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện của chúng tôi. Vâng, em xin mời hai bác ạ. Xin chào các bạn. Today we have a customer. He wants to have brachytherapy. You are here, Catholic, and the steps of Catholic to have to build a new nose. Yeah. So can you check him for him? Yeah. Xin chào. Xin chào. First of all, we have to check in the front view and then the next side view. The two views is very important for the perfect nose line. Basically, I think he has a little bit lower dorsum area in this area. And the second thing is a little bit short. I can see the nostril in the front view. And the third is a little bit wide of his ala base is a little bit wide. And so in the pores, I can check the little bit his dorsal, the line is an irregular surface. So we have to consider all the things, including the pore. First of all, we have a plan to making dorsal surgery with the basically used is the ear cartilage. And then inside the septal cartilage, using this extension of the front side, making his nose is more balanced and more beautiful. And then thereafter, we have to think about the size of the implant. And then of course, we have to be very careful about the carving of the implant. Just because he's basically he has a little bit irregular surface. So, Yes. Xin chào các bạn, bác sĩ vừa hỏi về với bác sĩ Bắc về phân tích cái mụn của bạn trước phẫu thuật. Thì theo như ý kiến của bác sĩ Bắc á, thì khi mà quan sát cái khuôn mặt thì bác sĩ sẽ quan sát từ cái góc độ thẳng và góc độ nghiêng để đánh giá cái khuôn mặt của khách hàng. Thì với cái góc nhìn thẳng á, thì bác sĩ thấy rằng là chiếc mụn của khách hàng đây là ngắn và hiện tại là chiếc mụn của khách hàng hết lên do cái mụn ngắn. Thứ hai nữa là cái cầu mụn của khách hàng cũng là ngắn, và bên cạnh đó thì cái cánh mụn của khách hàng nó hơi rộng một tí xíu, và bên cạnh đó thì cái sóng mụn của khách hàng đây, cái chỗ cái sóng mụn này nó lại thấp từ chỗ này và có gồ nhẹ ở chỗ này một tí xíu, hơi bất thường tí xíu. Thì đối với trường hợp của người khách hàng này, bác sĩ Bắc khuyên là chúng ta bác sĩ Bắc đưa ra cái phương hướng là chúng ta sẽ làm cái mũi cấu trúc cho bạn. Chúng ta sẽ lấy sụn tai và sụn bắt ngang ở trong mũi để mà dựng cái đầu mũi hoàn toàn mũi lên cho bạn, nâng cao nó lên, kéo dài nó lên, và sau đó thì chúng ta đặt tính toán cái kích cỡ để chúng ta đặt cái thiết liệt vào chỗ này cho cái mũi của bạn đẹp. Và sau khi làm cái mũi lên thì cái mũi của bạn cũng sẽ thon gọn hơn, bớt bèn. Thì đó là những cái phân tích của bác sĩ Bắc về cái hình ảnh của mình. Vâng ạ, cảm ơn những phân tích đến từ hai bác sĩ. Em có thể cho chị hỏi là trước giờ mình đã từng phẫu thuật gì chưa? Dạ chưa. Bây giờ mình chuẩn bị bước lên phòng mổ rồi thì tâm trạng em đang như thế nào? Dạ, nói chung là ở đây thì bác sĩ cũng tận tình em thấy thoải mái. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng đón chờ những hình ảnh đẹp nhất và mới nhất của bạn sau phẫu thuật nha. Cả nhà chúng ta cùng đón xem livestream tiếp theo của chúng tôi nha. Chúng ta cùng chào khán giả đi ạ. Chào các bạn.